Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng nay huyện Đất Đỏ phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện tổ chức lễ tưởng niệm cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm sư đoàn 5, xã Phước Hội. Tại lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ, lãnh đạo huyện Đất Đỏ và xã Phước Hội đã dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Cách đây hơn 55 năm, vào ngày 5 tháng 5 năm 1967, trên đường hành quân về hậu cứ, khi di chuyển đến khu vực đồn Chùa Thất thuộc địa bàn xã Hội Mỹ nay là xã Phước Hội, 35 cán bộ và chiến sĩ sư đoàn 5 bị địch phục kích. Do lực lượng không cân xứng, 35 cán bộ chiến sĩ của sư đoàn 5 đã anh dũng hy sinh, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đồng bào, đồng chí quê hương Đất Đỏ. Trong không khí thành kính tôn nghiêm, các chư tôn tăng ni Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đất Đỏ đã cử hành các nghi thức cầu siêu anh linh 35 cán bộ chiến sĩ của sư đoàn 5 đã hy sinh vì dân vì nước. Điểm đến tiếp theo của chương trình Hòa nhịp phát triển là huyện Xuyên Mộc. Thưa quý vị, sáng nay lãnh đạo huyện Xuyên Mộc đã đến dâng hương dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ huyện nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Lãnh đạo huyện Xuyên Mộc đã đặt vòng hoa dâng hương các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn cuộc đời mình cho độc lập tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng. Trong những năm qua, cùng với việc thực hiện các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước, phong trào đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đã trở thành hoạt động thường xuyên và lan tỏa sâu rộng. Các đền thờ liệt sĩ tại các xã thị trấn, công trình tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ huyện được xây dựng tu bổ. Cuộc sống của các thương bệnh binh và thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng ngày càng được cải thiện. Các mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được các đơn vị nhận phụng dưỡng đến cuối đời